Chị ạ. Chú Cường này, chị có vài cái giấy tờ vớ vẩn, chú ký hộ chị nhá. Giấy tờ gì đây chị? Mấy cái giấy tờ vớ vẩn ấy mà chị không ký được. Anh Việt thì lại không có nhà, mà chú thì là em anh Việt thì ký hộ cũng được. Ký hộ ấy à? Giấy tờ gì đây? Em ký thì ký luôn đi, mà không thì thôi. Hỏi nhiều thế, em sợ chị lừa. Mà thôi, em không ký cũng được. Lát nữa anh Việt về, anh Việt ký. Không rồi, lỡ đâu em tưởng chị lừa em cái gì, lại khổ chị ra. Kìa, sao chị lại nói thế? Ý em không phải như vậy mà. Chị đưa lên em ký cho. Đấy là chú tự nguyện đấy nhá. Không rồi, tới lúc lại bảo là tại chị ép, là chị không biết đâu đấy. Chị cứ đưa lên em ký cho. Tại em không biết nhiều chữ lắm cho nên... Đây. Chú cứ ký vào đây là được. Cứ ký vào đây là được đúng không ạ? Xong rồi đây. Chữ hơi xấu chị thông cảm. Được rồi. Mà chú Cường này, sao chú cứ đi làm đi. Ở cái nhà này không có chuyện ăn không ngồi rồi đâu. Dạ vâng. Giờ đi làm luôn đấy ạ. Đi đi. À mà chưa không phải về ăn cơm đâu. Lát nữa chị bảo anh Việt đem ra cho. Dạ vâng ạ. Thôi em đi đây. Anh đi đâu về mồ hôi nhễ nhại thế? Anh đi ra ngoài tìm việc gì làm. Hai vợ chồng mình ở nhờ mai ngại. Ai ngờ ra ngoài trời lại nắng như này chứ. Sao lại ở nhờ? Đây là nhà bố mẹ để lại cho cả hai anh em. Sao lại gọi là ở nhờ được? Nhưng mà anh rời đi một thời gian, cửa mở nhà, lo liệu tất cả trong nhà. Giấy tờ nhà đất bây giờ cũng đứng tên của Cường cả chứ. Vợ chồng mình không ở nhờ thì là gì? Anh nhìn đi. Kể từ hôm nay, mảnh đất này và ngôi nhà này đã thuộc của vợ chồng mình rồi. Nhưng mà sao em đã có hợp đồng này? Chẳng lẽ là... Anh nghĩ cái gì đấy? Không khi không mà nó tự nhiên ký cho anh đâu. Em phải lừa nó đấy. Em làm như này là quá đáng lắm đấy. Anh có biết em làm như thế này là vì ai không? Vì ai hả? Anh không cần biết em làm như này là vì ai. Nhưng mà em làm như này là vô cùng thất đức đấy. Nếu như anh không làm ăn thất bại trên thành phố, phải về quê ấy, thì em đã không phải làm như thế này rồi. Bố mẹ em gả em cho anh, không phải là để em chịu khổ như thế này đâu. Thôi, anh không cãi nhau với em nữa. Anh em nhà anh ấy còn non và xanh lắm. Có ai nhà không? Ra giúp với. Cường, đi làm sao thế này? Có chuyện gì vậy bác ơi? Đỡ nó vào nhà đi. Vợ chồng bay làm kiểu gì mà đã nó ra đường ngất xỉu thế kia hả? Dạ, cũng may có bác đi em cháu về, chứ không không biết là thế nào đấy ạ. Chú cũng đang hỏi vợ mày đây, mà tụi bay làm kiểu gì chú mới nghỉ chưa ra giường làm việc thì thấy nó ngất bên đường ấy, cho nên là chú đưa nó về đây. Chắc là do mệt quá hay là đói là trúng nắng đó mà. Do vợ chồng cháu tắc trách quá cho nên mong chú thông cảm ạ. Thì chú có trách gì vợ chồng mày đâu, chỉ là nhắc nhở vợ chồng mày để ý đến em nó với. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú ạ. Thôi vào mà thăm em nó đi, chú về đây. Chú mày ạ. Em đi. Em quên mất, em đang đun rửa ấm nước, em vào trước đây. Em thấy trong người thế nào rồi? Khỏe hơn chưa? Em không sao đâu.
Mà sao lại để ngất như thế? Chắc tại chưa em không ăn gì cho nên mới thế thôi. Không sao đâu mà. Việc thì làm lúc nào chả được, cứ cố làm gì. Không thì gọi anh ra, anh làm phụ cho. Cứ cố rồi ngất ra đây. Em thấy trong người thế nào rồi? Chị có nói bát cháo này, em ăn đi không nguội. Em cảm ơn ạ. Chú Cường này, lúc sáng chị có bảo là sẽ đem cơm ra cho chú ăn, nhưng mà do chị lu bu nhiều việc quá nên là quên mất. Không sao đâu ạ, cũng do em mải làm quá thôi ạ. Chị xin lỗi nhá. Nhưng sao lại chỉ có bát cháo trắng như này? Ăn như này làm sao mà có sức chứ? Thì nhà hết thịt rồi, đến chiều em ra chợ em mua đồ rồi bồi bổ cho chú ấy sao? Thôi, em chịu khó ăn tạm đi nhá. Chiều chị Trúc ra chợ mua đồ ngon ngon về tầm bổ đi em sau nhá. Không sao đâu, em ăn bát cháo này có khi no đến tối đấy chứ. Chiều nhớ ra chợ mua nhiều đồ ngon rồi nhá. Em biết rồi. Chú ăn xong thì cứ để bát đấy, tí chị vào chị dọn cho. Bây giờ chị phải xuống bếp dọn dẹp đã nhá. Vâng ạ. Thôi em ăn đi rồi cố nghỉ ngơi đi. Anh đi ra đây nói chuyện với Trúc một tí. Vâng ạ. Trúc ơi, quái lạ, bảo xuống đây đợi mình cơ mà. Đồ ăn chưa hết thì phải cất vào tủ lạnh chứ. Ta còn thịt này. Bảo này. Trúc ơi, anh làm gì đấy? Sao tự nhiên lại lấy điện thoại của em? Trả đây. Em còn hỏi nữa à? Thế túi thịt ở dưới bếp là thế nào? Anh đang nói cái gì đấy? Em không hiểu. Anh vừa xuống bếp thấy túi thịt ở ngay trên bàn kia kìa. Anh không hiểu chú ấy đã làm gì sai với em đối xử với chú như thế. Anh ơi, em biết em sai rồi, em xin lỗi. Có thực sự là em biết là em sai không, hay là em chỉ xin lỗi cho qua chuyện thôi? Thật ra em không cố ý đâu, em chỉ muốn tiết kiệm một chút nên là... Tiết kiệm là tốt, nhưng em phải biết cái gì nên và cái gì không chứ. Người mà em cần xin lỗi ấy, không phải là anh, mà chú Cường ấy à? Chú Cường ơi, chú cho chị xin lỗi nhá. Chị không phải xin lỗi em đâu. Người nhà với nhau cả mà. Cảm ơn chú đã thông cảm cho chị. Để bây giờ chị đi nấu món gì cho chú ăn nhá. Thôi, không cần đâu. Em ăn bát cháo kia cũng no rồi. Đồ cứ để tối nấu một thể cũng được. Anh chị này, em có chuyện muốn nói với lại anh chị. Chú uống nước đi. Có chuyện gì thì cứ nói. Chả là em quyết định bán căn nhà này với lại ruộng rau đi. Sao lại bán nhà? Căn nhà này và ruộng đất đấy là bố mẹ để lại cho chú rồi mà, sao lại bán được? Em quyết định bán để cho anh lấy vốn làm ăn. Sau này mình ổn định rồi thì mình mua lại sau cũng được. Chú Cường này, chị cảm ơn chú nhé. Cảm ơn chú rất nhiều. Cuối cùng thì chú cũng đồng ý bán rồi. Không được,
không bán. Anh làm sao thế? Chú ấy đồng ý bán thôi cơ mà. Anh bảo không là không cơ mà. Dù sao em cũng quyết định rồi, không bán cũng không được. Ngôi nhà này đang đứng tên em, em thích bán lúc nào thì em bán. Chú ấy đã đồng ý rồi, anh cứ phải lăn tăn làm cái gì. Ơ kìa, chú Cường này. Anh Việt, anh làm cái gì đấy? Anh đứng lên đi. Anh xin lỗi em, nhưng mà có chuyện này anh cần phải thú nhận với em. Có chuyện gì anh cứ đứng lên đi đã, rồi nói chuyện. Không được, anh phải quỳ ở đây. Chẳng là sáng nay vợ anh có lừa chú ký vào hợp đồng chuyển nhượng nhà đất. Bây giờ nhà đất các thứ đứng hết tên của anh rồi. Em tưởng chuyện gì chứ? Nếu mà được tên anh rồi thì càng tốt chứ sao? Anh cứ bán đi, bán cả ruộng rau nữa, có tiền làm gì cũng dễ hơn mà. Chú ấy đã đồng ý rồi, anh cứ phải lo nghĩ nhiều làm cái gì. Em im đi. Thôi, cứ quyết định vậy đi. Anh đứng lên đi, em hơi mệt, em vào em nghỉ trước đây. Anh điên à? Sao tự nhiên lại thú nhận với nó làm gì? Anh không nói, em không nói thì có trời mới biết được là mình lừa nó ký vào cái giấy chuyển nhượng. Em nói thế mà cũng nghe được à? Anh cứ lo quá lên. Nếu như anh lo quá ấy, thì mình lại sắp xếp để nó ký vào cái giấy chuyển nhượng một lần nữa. Thế là xong, mất cái gì đâu mà cứ... Khoan đã. Còn chuyện gì nữa? Đã quyết xong đâu. Thế còn cái ruộng rau kia, khi nào thì bán đây? Này, em đang nghĩ đến chuyện khi mình bán nhà, bán hết ruộng đất đi, chú ấy lấy cái gì mà sống chưa? Anh cứ phải lo xa. Chú ấy thì thanh niên sức dài vai rộng, đi làm công cho người ta ấy, ăn ở đâu mà chả được. Em nói như thế mà nói được à? Anh dám đánh tôi? Anh điên rồi. Vợ với chả con. Thật sự em vẫn chưa biết mình sai ở đâu à? Tôi sai vì luôn nghĩ cho anh, hay là tôi sai vì đã giúp anh à? Để giờ anh đánh tôi, anh mắng tôi à? Em bình tĩnh lại đi. Anh nóng quá, anh giận, anh đánh em là anh sai. Nhưng mà em phải biết là anh đang nợ Cường chứ. Bố mẹ tôi sinh tôi ra còn chưa nỡ đánh tôi một cái, thế mà anh lại dám đánh tôi. Em phải hiểu, tại làm sao mới học lớp 3 thôi mà Cường đã phải nghỉ. Gia đình anh nghèo, bố mẹ nghèo, không nuôi nổi hai anh em ăn học, cho nên Cường nó phải nghỉ học sớm để nhường cơ hội lại cho anh. Vâng, chỉ có anh em anh là cao cả thôi, còn tôi thì không làm cái gì cả. Tôi sẽ về nhà bố mẹ đèo mấy hôm, còn anh em anh ở đây thích tình thương mến thương như thế nào tùy. Em từ từ đã. Em về bên đấy cho anh gửi lời hỏi thăm bố mẹ. Bảo bố mẹ là mấy hôm nữa anh sẽ sang, rồi nói chuyện về chuyện ly hôn của chúng ta. Anh vừa nói cái gì cơ? Ly hôn á? Phải. Nếu em cảm thấy không hạnh phúc nữa thì chúng ta giải thoát cho nhau đi. Vì chuyện đấy mà anh dám ly hôn với cả tôi sao? Đúng là điên thật rồi. Cửa nó rồi. Ra đây. Tất cả là tại mày. Tại mày cho nên anh Việt mới đòi ly hôn với tao. Sao mày không biến đi? Ở đây làm cái gì? Này, chuyện này không liên quan đến chú ấy. Không liên quan à? Không liên quan thì tại sao anh đòi ly hôn với tao? Tao phải đánh chết nó. Buông ra đi. Em luôn đi đổ lỗi cho người khác, không nhận ra lỗi của mình à? Tôi thì làm sao? Em làm sao à? Em tham lam, em ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình bản thân em thôi. Anh còn cái gì thế? Anh ngồi đỡ chị Trúc dậy đi. Em đừng chen vào. Chuyện này là chuyện của vợ chồng anh. Tôi làm như thế
là vì ai? Vì ai à? Nó là em trai của anh, em là chị dâu nó, em phải đối xử tốt với nó chứ. Đằng này chỉ lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của nó thôi. Tôi làm thế là vì anh, chứ không vì ai nữa. Có đúng là vì anh hay không? Hay là em chỉ muốn lấy tiền lại và lấy thành phố để ăn chơi sung sướng thôi? Đúng là như thế đấy. Tôi làm như thế, tôi bán đi thì anh không được lợi à? Nhưng mà anh không muốn. Trước khi quyết định một cái gì, em có bao giờ hỏi ý kiến anh không? Bây giờ em có thể hãm hại được người thân của anh, sau này em chán anh, em có thể hãm hại luôn cả anh à? Không có. Em không. Em làm sao hãm hại anh được chứ? Ai mà biết được chứ. Nghĩ đến thôi đã thấy sợ lắm rồi. Cho nên chúng ta ly hôn đi. Ok anh Việt. Anh Việt. Không thể như thế được. Không. Chị Trúc, chị đứng dậy đi. Tránh ra đi. Có thể hiện mình là người tốt. Chị Trúc này, em thấy rất buồn khi mà bị người thân hãm hại. Nhưng mà em không muốn vì em mà anh chị ly dị. Cho nên em sẽ khuyên anh ấy suy nghĩ kỹ lại. Không, tôi sẽ không đi đâu hết. Anh này. Thôi, không cần phải khuyên anh đâu. Chuyện này anh đã quyết định rồi. Mọi chuyện không phải là do lỗi của em đâu. Đừng áy náy nhá. Em đã khóc đủ chưa? Đủ rồi thì đứng dậy đi. Anh đưa em ra bến xe. Em không đi đâu hết. Đừng cố chấp nữa. Sẽ không thay đổi được gì đâu. Hãy để cho anh giữ lại được những kỷ niệm đẹp bên em đi. Chứ đừng cho anh phải khinh thường em nữa. Quá muộn rồi Trúc ạ. Anh nghĩ chúng ta phải cho nhau thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ này.